Chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Minh Nguyên Shop muốn phỏng vấn cô khách hàng rất là xinh đẹp của nhà Minh Nguyên Shop này. Và vừa rồi thì Minh Nguyên Shop mới gội đầu cho cô xong. Và bây giờ Minh Nguyên Shop muốn hỏi cô một vài câu về cái sản phẩm dầu gội Olekha Salon này này. Cô ơi cô, sau khi mà con gội cho cô thì cô cảm thấy cái mùi hương của cái dầu gội như thế nào? Mùi hương này rất chi là thơm và dịu. Đấy, và cô rất chi là ưa. Đấy, cô rất chi là ưa thích cái sản phẩm mới này của cửa hàng cháu. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Vậy khi mà gội xong cô cảm thấy mềm mượt giống như là đi spa. Đúng rồi, rất chi là mềm và mùi hương rất chi là thơm. Thơm dịu luôn. Dạ vâng. Trời ơi, cảm ơn cô rất là nhiều nhá. Đây là cái sản phẩm chính hãng nên mới có mùi thơm như thế đấy cô. Và cái sản phẩm này này, chị gàu này, rụng tóc này. Đó, và làm tóc mềm mượt, xuân mượt, bóng bẩy luôn nha, nuôi dưỡng từ sâu bên trong đến ngọn tóc này, nang tóc của mình này. Đó, và đây là cái sản phẩm mùi hương nước hoa Ý nhá, rất là thơm luôn. Nên là đây là một cái sản phẩm mà chị em nên trải nghiệm một lần nha. Đó, và bây giờ là chị em mà mua hàng ý là đặt hàng ở trong sổ hàng những Nguyên Shop nha. Giá cực kỳ là ưu đãi luôn, sản phẩm cực kỳ là chất lượng luôn và Minh Nguyên bán rất là chạy luôn á. Best seller những Nguyên Shop đấy nha. Cảm ơn cô ngày hôm nay đã đến chia sẻ trải nghiệm sản phẩm và có một vài điều chia sẻ dành cho Minh Nguyên Shop nhá. Xin chào mọi người. Ok, cảm ơn con nhé.